Bạn đã từng uống cappuccino nóng. Đây là một đồ uống vô cùng nổi tiếng ở Ý, ở các nước châu Âu và cả Hà Nội lẫn Sài Gòn. Bài 10: Cappuccino Việt Nam nóng. Giảng viên pha chế duy nhất và đồng thời là người sáng lập ra pha chế online đầu tiên. Đây là nơi các chủ cửa hàng được học công thức cốt thấp, lãi cao. Cà phê Việt Nam nóng. Bước 1: rót nguyên liệu và đun nóng. 20ml nước sôi. đường. Ok, tắt bếp. Rót ra cốc. Thả một viên đá vào xo. Hoàn thành bước 1. Bước 2: trang trí. Đầu tiên, đổ nước đá ở xo đi. Rót 120ml sữa tươi vào xo. Bật bếp ở mức nhiệt 600 đến khi sủi tan. Ok, tắt bếp. Rót sữa vào bình sục. Sục sữa. Rót bọt sữa vào cốc. Rắc bột cà phê lên mặt cốc. Hoàn thành bước 2. Bước 3: phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc. Công thức rút gọn của cappuccino nóng phiên bản Việt Nam. Bước làm rút gọn. Bước 1:
rót nguyên liệu vào đun nóng. Rót 20ml nước sôi, 30ml cà phê, 20ml đường và 10ml cốt dừa vào xo. Bật bếp ở mức 600 đến khi sủi tan. Tắt bếp. Rót ra cốc, thả một viên đá vào xo. Bước 2, trang trí. Đổ nước đá ở xo đi. Rót 120ml sữa tươi vào xo. Đun mức nhiệt 600 đến khi sủi tan. Tắt bếp. Rót sữa vào bình sục. Sục sữa. Rót sữa vào cốc. Rắc một chút bột cà phê vào cốc. Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc. Cappuccino Việt Nam được bắt nguồn từ đồ uống nổi tiếng cappuccino. Tôi sáng tạo và thay đổi để hương vị phù hợp với khách hàng Việt Nam hơn. Và vì đây là đồ uống được lấy ý tưởng từ đồ uống sang trọng tại nước ngoài nên chúng ta có thể bán được giá cao. Hãy cùng tôi đi sâu vào giá cốt và giá bán của cappuccino Việt Nam. Chúc mừng bạn đã học được thêm một đồ uống sáng tạo. Hãy bình luận xuống phía dưới nếu bạn còn thắc mắc. Tạm biệt.